Nhận được một cái nguồn cooler master của một bạn gửi cho mình sửa giúp. Ra trong video hôm nay thì tiện mình làm luôn cái video để sửa cho mọi người xem và có những cái kỹ thuật để mà chúng ta sửa cái nguồn ATX này nhá. Ngày xưa mình sửa nhiều lắm nhưng mà bây giờ nói chung là nguồn nó cũng thông dụng rồi. Với cả thứ hai nữa là cái nguồn cooler master này với cả nguồn Hanky ấy thì nó rất là nguồn rất là xịn mọi người ạ. Đấy, bên trong bo của nó thì nói chung là nó rất là tốt. Nó dùng toàn những cái loại linh kiện xịn và sò rất là khỏe mọi người nhá. Sò công suất rất khỏe. Đấy, đây là cái nguồn Hanky mọi người ạ. Còn trong cái nguồn này ấy, thì là nguyên nhân hỏng của nó thì nó cũng đơn giản thôi. Nó là bị cái tình trạng là đầu tiên ấy là người ta để 110, sau đó người ta cắm điện thì nó nổ. Đấy. Thì người ta đã bỏ lâu rồi và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Và anh em build KPC thì anh em cũng nên dùng những cái nguồn cooler master này để làm gì. Tức là cái dòng cooler master này nó là cái nguồn rất tốt, thương hiệu rất tốt, công suất thực và chất lượng linh kiện thì rất là tốt. Đấy, thứ hai là cái chế độ và cái công nghệ bảo vệ của nó ấy thì khá tuyệt vời. Chính vì thế nên là mình khuyên mọi người nếu mà có build PC ấy, thì mọi người nên dùng cái loại nguồn cooler master này mọi người nhé. Mọi người đừng nên dùng những cái nguồn Á Đông. Đây mình có cái lõi nguồn Á Đông cho mọi người xem này. Đấy, cái nguồn Á Đông này mọi người này. Đấy, nó vẫn dùng cái sò rất nhỏ mọi người nhá. Đây này, sò nhỏ này. Tất nhiên cây văn phòng thì có thể dùng được nhưng mà dùng những cái loại nguồn này nó rất là ảo nguồn và nó biến áp này rất sơ sài luôn mọi người ạ. Đấy. Thì không lên, còn đây là lõi của nguồn Hanky mọi người này. Đấy, lõi nguồn Hanky này. Mạch nước nó làm cũng khá là tốt đấy mọi người ạ. Đấy, những nguồn này là mình bỏ ra mình lấy linh kiện. Còn một số những cái nguồn khác thì nó cũng cái thiết kế thì nó cũng như nhau thôi. Như cái chế độ bảo vệ của nó thì rất ít. Đấy thì mình sẽ tháo ra cho mọi người xem cái nguồn cooler master nó thiết kế như nào mọi người nhá. Cái nguồn này thì cái chế độ bảo vệ của nó thì rất là tuyệt vời, mình phải công nhận là như vậy. Và rất nhiều anh em cũng dùng. Ngoài ra nó cũng có một số những cái nguồn khác nhưng mà không có thương hiệu mọi người nhé. Những nguồn mà không có thương hiệu thì chúng ta cũng rất là hên xui. May được cái tốt nhưng mà đa số ấy là nó sẽ ghim chết men, phải không? Đấy, còn những cái nguồn mà nó có cái chế độ bảo vệ tốt ấy thì nó sẽ bảo vệ men của các bạn. Không bao giờ nó làm hỏng men của các bạn đâu. Nó chỉ hỏng nguồn thôi. Đấy, tức là khi có cái bụi bặm hay cái con gì ấy, nhỏ thôi chui vào là nó có thể là làm cho cây không sử dụng được nữa, nguồn nó sẽ không cấp điện để cho mọi người có thể sử dụng được nha. Đấy, cái thằng nguồn cooler master này nó là như vậy. Nên là mình khuyên mọi người nếu có BBC ấy, thì nên yêu cầu nguồn cooler master mọi người nha. Đấy, cái nguồn này nó có rất là nhiều chân nguồn phụ để cắm các màn hình hay là nguồn rời. Thì hiện tại thì con này nó chỉ bị cái tình trạng là chập lỗ cầu thì thôi. Mình nghĩ là như vậy. Đây là bên trong khối nguồn của nó mọi người nhé. Đây tản nhiệt của nó này. Biến áp của nó khá là to mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cái biến áp mà nó sử dụng cái lõi là thông số như trên này mọi người nhé. Quạt thì cũng quạt to này. Và mọi người nhìn quan sát này, sò của nó này. Rất là tốt luôn, hai con tụ cũng rất tốt. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình sửa chữa và mình chỉ cho mọi người xem cái nguyên nhân khiến nó hỏng là như thế nào. Thì mình sẽ sửa qua cho nó nhanh bởi vì là thời gian nó cũng không có nhiều. Thì mình sửa mình sẽ thay cái gì thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Rồi ok mọi người ạ, sau khi mình kiểm tra và đo đạc và thay thế một số linh kiện đấy thì mình đã sửa xong. Thì hiện tại mình đã chuyển sang chế độ 220 mặc định rồi, không còn chế độ 110 nữa để tránh tình trạng người ta quên nhầm. Đó thì điện 110 ở Việt Nam thì dùng cũng khá là ít. Đấy thì ở đây nó có cái công tắc này để câu chập hai cái dây này lại. Đó đi thẳng từ cầu từ điện 110 nó sẽ ăn qua cái đường này để nó đi vào hai con tụ trực tiếp luôn để nó làm cái mạch nâng áp lên. 110 nó nâng lên. Đấy, nó nâng lên nó đi qua tụ thì nó sẽ ra được khoảng 310V. Đấy thì mình đã bỏ đi và đây là cái linh kiện hỏng của nó này. Khi người ta cắm 110 vào được. À, 220 và 110 nó lỗ đứt cầu chì là một này. Và cái đứt cái con tụ này, con tụ TBR10241 này.
Đây, đây chính là con tụ bảo vệ quá áp đấy mọi người ạ, điện áp cao quá. Nếu mà nó đang để 220 mà nó dâng áp lên thì nó lên rất cao và nó làm đứt cầu chì luôn và lỗ tụ quá áp này nhá. Nó không cho cái thằng nó sẽ không cho nguồn chạy qua để vào trong cái mạch xử lý nguồn xung này. Đấy, để là cấp cho lui cho IC. Chính vì vậy là lỗ nhá. Và mình kiểm tra một số thứ và mình đã thay cái cầu chì khác. Bỏ bây giờ là mình đã thay cầu chì này rồi nhá. Mình thay cái cầu chì này vào rồi. Và bây giờ thì mình sẽ test nguồn cho mọi người xem là nó hoạt động chưa nhá. Thì tất nhiên là mình đã kiểm tra đo đạc các thứ rồi và có xung dao động rồi nhá. Ở công suất thì mình mới tiến hành cấp nguồn, chứ không có chuyện là mình cứ thế mình đóng vào đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghim điện vào để mình cấp nguồn cho mọi người xem là nó hoạt động chưa nhá. Rồi, như vậy là mình đã cấp nguồn. Và bây giờ để khởi động được cái nguồn này lên thì mình sẽ sử dụng cái dây dăm này nhá. Cái jumper này mình sẽ dăm cái chân dây xanh này, dây khởi động này. Và dây đen là nó là dây mát. Khi cái dây xanh này chập trúng mát thì bắt đầu là IC nó sẽ điều khiển cho nguồn chạy. Đấy, bây giờ mình sẽ dăm xuống này. Đó, mọi người đã thấy là nguồn đã chạy nhá. Và quạt thì đã quay rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo điện áp cho mọi người xem các chân nguồn là có không nhá. Đấy, thì mình sẽ để thang DC và mình sẽ đo nguồn cho các bạn xem là nó đã có đủ nguồn chưa. Ở đây mình sẽ lấy luôn cái chân nguồn phụ này là nó sẽ có đủ chân, một vài chân để chúng ta biết được cái mức nguồn nó ra đã ok chưa nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đo 12V này. Đấy, mọi người quan sát là có 12V7 này và 5V nhá. 4,99V. Nhưng mà tất nhiên là đủ 5V đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đo cái nguồn nữa. Đó là cái nguồn 3V3 mọi người nhé. 3V3 thì nó sẽ có ở cái dây nguồn là màu cam. Thì ở đây hiện tại mình sẽ đo cái dây nguồn màu cam xem nó có 3V3 chưa mọi người nhé. 3,3V. Đó, đã có 3,3V mọi người nhé. Rồi, như vậy là mình đã sửa xong cái nguồn này và trả cho người ta. Thì tất nhiên là những cái van bệnh nó ở trên những cái nguồn mà đứt cầu chì ấy, nổ cầu chì dạng như chúng ta cấp điện quá áp ấy, thì cái mạch bảo vệ hoàn toàn nó hoạt động nhá. Dù bất cứ cái nguồn nào thì nó cũng đều có cái mạch quá áp thôi mọi người ạ. Mạch quá áp rồi hay là mạch chống sét thì đều có hết. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng nguồn lại. Đấy, thì cái video này mình sẽ không làm thực tế là bởi vì chỉ chúng ta chỉ cần thay cầu chì và nó đã chạy bình thường rồi. Và chúng ta nên bỏ cái dây hai cái dây nguồn để nó cấp thẳng vào trong cái main chúng ta, để khi chúng ta sử dụng 110 chúng ta nên bỏ đi nha. Bởi vì điện 110 ấy thì nó cũng rất là hiếm ở Việt Nam. Không có ai đang dùng nguồn 220 chuyển sang 110 làm gì cả. Dùng 110 nó tốn điện hơn và nó lại còn được cái nó an toàn hơn thôi. Thì là như vậy. Cái cách thay thế thì chúng ta chỉ cần thay mỗi cầu chì thôi. Và chúng ta đo được cái điện áp 310V ở hai đầu tụ là chúng ta có thể là main đã hoạt động nha. Đấy, còn mình sẽ chia sẻ thêm một cái bệnh nữa mà sửa nguồn nó rất hay gặp, đó là chúng ta sẽ bị chết điện trở. Khi quá áp ấy thì nó hay bị chết cả điện trở hạn dòng đó mọi người nhá. Cái điện trở từ chân mát của tụ ấy. Đấy, chúng ta nên kiểm tra cái con trở ở đấy thì là nó sẽ chạy được như bình thường. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Đó, mình cũng khuyên mọi người là nếu như chúng ta build PC thì chúng ta hãy sử dụng cái nguồn Cooler Master. Nó là cái nguồn rất là tốt mọi người ạ. Rất tốt trong khi chúng ta sử dụng máy tính ấy, thì chúng ta nên sử dụng nguồn Cooler Master nha. Nguồn này thương hiệu của nó cũng khá là ổn định và công suất thì toàn là công suất thực thôi mọi người ạ. Ngoài ra chúng ta nếu như chúng ta ít tiền thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nguồn Hankey. Nguồn Hankey cũng là một cái dạng nguồn rất tốt.
Nhưng đặc biệt khi chúng ta hỏng thì chúng ta sửa chữa rất là khó, bởi vì nó sử dụng những cái IC khác và linh kiện cũng khác, nên là sửa rất khó, thường thường thợ hay bỏ qua. Đó, chính vì thế nên là chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta lên mua Cooler Master hoặc là Hankey thì nó cũng khá là bền. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha.